Chào các bạn, hôm nay mình sẽ đến một bài trung văn, hiểu nội dung của bài để chọn đáp án. Bài này được mình trích từ đề thi N1 năm 2021 tháng 12. Chúng mình sẽ cùng đọc và phân tích bài này nhé. Bài này thì cũng khá là khó và sẽ cần chúng ta cần phải đọc tập trung, và nó cũng là một cái bài dài nên là khi đi thi, khi mà bị áp lực thời gian ấy thì nó cũng sẽ gây cho chúng ta bị nhiều những cái gọi là tâm lý. Tuy nhiên thì nhờ cái việc mà mình cứ luyện tập dần ấy thì dần dần đến cái lúc thi ấy, các bạn sẽ nhìn bài một cách làm sao khi mà mình luyện ấy thì là chúng ta có cố gắng là luyện bằng cái cách nào đấy để có thể mình đọc xong rồi mình nhìn lại overview lại cái đoạn văn và mình cùng nhìn lại xem là mình học được cái gì từ cái đoạn văn đó ấy, thì dần dần các bạn sẽ hình thành cho mình được một cái cách nhìn bài đọc một cách rất là tổng thể, tổng quát để có thể chọn đáp án một cách gọi là chuẩn xác nhất nhé. Thì hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với lại cái bài đọc nha. Nhớ các bạn làm bài trước khi mà check đáp án nhé. Watashitachi wa sono toki no jōkyō ya maori no hito no manazashi ni awaseru youni kōrō wo kimete iku koto ga aru. Verb lự của tô gá lự là thông thường hoặc là đôi khi thỉnh thoảng. Yoni là để đúng không? Tiếp đến là ya, vậy là mình sẽ dịch là chủ ngữ này. Chúng ta đôi khi hoặc là thông thường hay quyết định cái hành động để sao cho awaseru là phù hợp với lại cái ánh mắt, ánh nhìn hoặc là cái sự nhìn nhận đánh giá từ những cái người xung quanh hoặc là cái tình trạng hay là cái điều kiện tại cái thời điểm đó. Hito wa hitori no toki no kōrō to hito ni mirarete toki to dewa kōrō ga kawaru. Ở đây mình thấy là có một cái từ tố này. Tố ở đây mình sẽ đi tìm một cái từ tố nữa, có là A và B đấy. Đều hóa ở đây là chính là để miêu tả cái phạm vi của sự vật sự việc, có là trong cái hoàn cảnh A và B thì cái hành động của mình nó sẽ thay đổi. Qua kawaru ở đây nó là động từ ở dạng bị động nên là cái hành động của chúng ta sẽ tự động thay đổi khi mà chúng ta ở một mình và khi mà chúng ta bị nhìn bởi những cái người khác. Hito ni mirarete iru toki là cái hành động khi mà mình ở một mình và cái hành động khi mà bị người khác nhìn ấy, thì nó sẽ thay đổi kawaru. Dareka no manazashi o kini shite ugoku no de aru. No de aru ở đây là lý do rồi. Tại sao mà cái kodo của mình nó kawaru như vậy? Bởi vì rằng là cái chúng ta đang ugoku đúng không? Chủ ngữ của mình là các câu gần nhau sẽ giống nhau nên là cái watashitachi này nó sẽ đi suốt trong cả ba cái câu đầu tiên là chúng ta bởi lẽ rằng là no de aru chúng ta đang hành động và để ý tới những cái ánh mắt của mọi người xung quanh hoặc là để ý tới những cái ánh mắt từ người khác hoặc là từ ai đó. Soste oku no hitobito ga ikikau machi wa minna ga minna ni shisen no mukeao manasashi no shiugotai to ieru baso da. Ở đây mình thấy kết thúc câu là ba sộ nên là chủ ngữ của mình nó chính là cái machi wa ở đây có là A là B ấy, là cái đường phố đúng không? Ikikau ở đây là đi đi lại lại này. Mình sẽ dịch cái cụm danh từ của chủ ngữ là cái con đường hay là con phố nơi mà có rất là nhiều người qua lại ấy. Nó là cái nơi mà có thể nói rằng là một cái nơi mà sao shugotai là tập thể của những cái hoặc là cái nơi mà tụ tập hoặc là cái nơi tập hợp của những cái ánh mắt nhìn từ mọi người này. Mukeao ở đây là hướng tới cái shisen là cái ánh mắt từ phía mọi người, có là cái nơi mà có thể nói rằng là tất cả mọi người đều đang mukeao là hướng mắt để dành cho nhau và là một cái nơi mà tập hợp của những cái ánh mắt nhìn với nhau. Sonna baso dewa nani ga tekisetsu na kōrō de nani ga futekisetsu na kōrō nano ka という anmoku no koukyousei ga umarete kuru. Ở một cái nơi như vậy đúng không? Sonna đây nó là đại từ chỉ thị, nó sẽ thay thế cho một cái nơi mà manazashi no shugotai như vậy, một cái nơi ở một cái nơi như vậy thì là hành động nào thì là phù hợp này hoặc là hành động nào là không phù hợp này, cả tối ưu thì nó được sinh ra hoặc là được những cái hành động đấy nó được umarete kuru là nó sẽ được hình thành này, được sinh ra cái tính cộng đồng một cách rất là thầm lặng đúng không? Cái từ amoku ở đây nó chính là thầm lặng, không ai nói cho ai biết nhưng mà nó sẽ tự động nó umarete kuru trong sự ngầm hiểu rằng là cái nào là phù hợp hoặc là cái nào là không phù hợp. Manazashi no shugo niyotte soko ni sakai kihan ga umare. Sore wa seikatsu no kata to natte watashi tachi no ninshiki o michibiku. Manazashi no shugo niyotte là bằng cái việc là
nhờ vào cái việc mà có những cái sự tập hợp của những cái ánh mắt nhìn từ mọi người như vậy mà cái quy hằng là cái quy phạm này hay là các cái quy tắc về xã hội nó sẽ được sinh ra từ đó. Soko đây là được sinh ra từ đó, sinh ra từ những cái ikikaomachi đấy đúng không? Sinh ra từ cái bao sổ mà có thể nói rằng là cái nơi mà Nagasino-shugo đấy thì nó sẽ hình thành nên các cái quy định xã hội từ đó này. Sore wa se katsu no kata tonatte và sẽ trở thành các cái kiểu mẫu của cuộc sống và sẽ dẫn dắt những cái nhận thức của chúng ta. Cô đã sa kai ki hàng ya cô kyo se wa katsute wa sono baso de no itonami no naka de shizen ni umarete kuru mono de atta. Các cái quy định của xã hội kiểu như vậy này hoặc là các cái tính cộng đồng hoặc là tính tập thể đó thì là mono de atta, nó là những cái thứ mà được sinh ra một cách rất là tự nhiên trong cái itonami. Cái từ itonami này trong từ điển thì nó còn bằng với cái nghĩa là shigoto ấy, nhưng mà mình ở dịch ở đây mình sẽ dịch thoáng nó ra thì là nó được sinh ra một cách rất là tự nhiên trong cái quá trình làm việc đúng không, ở cái nơi đó hoặc là cái quá trình vận động hoặc là cái quá trình giao tiếp rồi làm việc ở những cái nơi kiểu như vậy. Thì là ngày xưa thì nó là như vậy. Onaji tochi de takusan no hito ga arasowazu ni nakayoku seikatsu suru tame ni ichio dakara dearu. Mình thấy kết thúc câu là kara dearu đúng không? Như vậy người ta đang giải thích cái câu đằng trước ấy là cái tính cộng đồng hoặc là quy tắc của xã hội thì nó được sinh ra một cách rất là tự nhiên, thì bởi vì rằng là nó là một cái điều rất là cần thiết hoặc là chính là cái chủ ngữ ở câu đằng trước nó cũng là cái chủ ngữ của cái câu này là các cái tính cộng đồng và các cái quy định xã hội ấy, kiểu như vậy nó rất là cần thiết để mà chúng ta có thể sinh sống một cách hòa thuận mà không hề tranh đấu với lại rất là nhiều người. Thì mình khi mà đọc ấy thì bao giờ mình cũng nhìn cái câu ở cuối đây nó đang giải thích hay nó đang như thế nào, để đầu việc đầu tiên là mình phải liên kết các cái câu với nhau đúng không? Sau đó là mình đi tìm chủ ngữ đúng không? Thì cái chủ ngữ ở các câu gần nhau thì nó sẽ giống nhau ấy, thì là mình sẽ phải luôn luôn tìm cho mình hai cái hint tộ. Thứ nhất là cái câu đấy là cái câu gì, câu đấy có phải là câu giải thích hay không, câu đấy là câu động từ, tính từ, danh từ hay như thế nào, nó có liên kết với các cái câu như thế nào. Sau đó là đi tìm cái sự liên kết đấy bằng chủ ngữ, bằng các cái cụm mệnh đề thôi. Đấy thì lúc nào mình đọc mình cũng có một cái tư duy như thế thì dần dần nó sẽ thành thói quen và trong bất kể một cái bài đọc nào mình cũng sẽ đọc kiểu như vậy và nó sẽ giúp cho mình đọc rất là nhanh cái câu của mình để có thể liên kết được ý với nhau. Thì là cái lý do của các cái quy định xã hội hoặc là các cái tính cộng đồng ấy thì nó cần thiết để chúng ta có thể sống một cách hòa thuận mà không hề tranh đấu, không hề cạnh tranh hoặc là nói chung là phải araso đấy với lại nhiều người trong một cái vùng đất nào đó hoặc là một cái onaji tochi nào đó. Thì đọc đến đấy chúng ta sẽ có thể trả lời được câu số 1 là katsute no sakai kihan ya kokyo se ni tsuite hissa wa dono you ni nobete iru ka, là liên quan tới cái quy tắc xã hội và cái tính cộng đồng của ngày xưa thì tác giả đã miêu tả như thế nào. Thì trong cái hint tộ của bài mình sẽ đi tìm cái chỗ nào nó có cái từ sakai kihang và kokyose và katsute này để tìm cái đáp án nó nằm xung quanh ở đó. Thì cái phần mình vừa đọc ấy nó có cái kosta sakai khi hàng dạ cô kyo se wa katsute ở đây thì mình đáp án nó sẽ nằm xoay quanh câu trước hoặc là cái câu sau của cái phần bôi đen này. Thì là như mình vừa dịch ấy, thì là mình sẽ thấy đáp án nó nằm ở đâu. Bây giờ mình sẽ cùng thử phân tích nhé. Là câu 1 này, zubun jishin yori mo mari no hito o yusen suru という考えに基づいていた, gọi là cái quy tắc xã hội và cái tính cộng đồng nó sẽ tuân theo cái cách suy nghĩ ưu tiên những người xung quanh chứ không phải là bản thân mình. Thì cái này đang không phải là cái ý của bài rồi nhá, đang không phải là nằm trong cái đoạn đấy và trong cái đoạn của mình nó cũng không có cái nào về cái này. Onaji tochi no hitobito no aida de mo ichio ni ninsuki sareteru mono dewa nakatta, cho dù là giữa những cái người ở trên cùng một cái vùng đất đi chăng nữa thì nó cũng không phải là cái thứ mà được nhận thức một cách đồng nhất. Thì cái từ thì cái đoạn này nó cũng không hề nói tới cái việc là nhận thức một cách đồng nhất hay không giữa những cái người xung quanh khi mà nói về cái kokyose và cái sakai kihang đúng không? Ở trong cái đoạn mà mình vừa đọc thì nó cũng không có cái đoạn nào mà nói về cái đó cả. Onaji tochi de hitobito to
arasou đúng không? Onaji tochi de hitobito to arasowazu ni seikatsu shiteireba shizen ni minitsuite kuru mono datta, là người ta đang miêu tả nếu như mà mình có thể sống một cách hòa hợp đúng không, là không tranh đấu với lại mọi người xung quanh ở trên cùng một vùng đất, thì cái Sakai Kihang và cái Kokyose nó là cái thứ mà được trau dồi một cách rất là tự nhiên. Cái từ Minitsuku đây là được học tập và được trau dồi một cách rất là tự nhiên, thì nhìn thì có vẻ đúng, nhưng mà mình đọc lại một chút này. Ở đây nó là mình đọc lại cái phần phần bôi đen ở đây là gì, là cái quy tắc xã hội và cái tính cộng đồng đấy, nó là những cái thứ mà được sinh ra một cách tự nhiên trong cái quá trình làm việc rồi lao động ở nơi đó, có nghĩa là nó được shizen ni umarete kuru, có là nó được sinh ra một cách tự nhiên, các cái quy tắc đấy nó được sinh ra một cách tự nhiên chứ không phải là nó được trau dồi và được học tập một cách tự nhiên, thì nó chỉ hơi sai một tí thôi. Nhưng mà mình đọc mà không kỹ một phát là mình sẽ thấy cái từ season ở đây, phát là mình cũng đi tìm nó là cái đáp án của bài đúng không, nhưng mà nó là không phải nha các bạn. Ở bên dưới này nó cũng có season ni hasesta, thì cái đáp án số 4 này nó đúng hơn này, có là nó được umarete kuru một cách tự nhiên chứ không phải là minitsuite kuru một cách tự nhiên đấy. Thì là đáp án của mình nó là cái số 4. Ở cái câu số 3 nó còn đánh lừa mình một cái, đó là takusan hito ga arasowazu ni nakayoku seikatsu suru tame ni hichiyou na dakara de aru, là cái quy tắc này nó là một cái thứ rất là cần thiết để sinh sống một cách hòa hợp và không tranh đấu với mọi người đúng không, thì nó cũng tương tự như là arasowazu ni seikatsu shite ireba này, nhưng nó chỉ sai mỗi cái minitsuite kuru này thôi. Mình sẽ cẩn thận một chút, đáp án của mình nó là cái số 4, nó là một cái thứ rất là cần thiết để mà sinh sống cùng với nhau, và nó phát sinh một cách tự nhiên, hay còn gọi là nó được tạo ra một cách tự nhiên giữa mọi người trong cùng một vùng đất. Tiếp đến mình sẽ đi đọc câu số 2 là umu iski no kata to natte kuru to aru ga dou koto ka, có nghĩa là trong bài có câu là tạo thành một cái kiểu mẫu một cách rất là vô thức thì nó có nghĩa là như thế nào, thì mình đi tìm cái umu iski no kata này nó đang nằm ở cái đoạn nào nhé. Sore ga hakkiri to meibunka sarete itta mono ga hōritsu ya seido ga takusan aru you ni omoeru. Chúng ta lại nhìn tiếp tục vào các cái dấu phẩy nhé. Thì trong cái câu này mình thấy có một cái điều đặc biệt, đó là nó có hai cái từ gá này và cái từ gá này này. Thì là nếu như trong câu này thì mình sẽ dịch là cái mono gá này là một cái chủ ngữ này, và cái ya ở đây cộng với lại cái hô lết sự và cái xê độ ở đây nó cũng là chủ ngữ, gọi là ba cái chủ ngữ này nó đi liền với nhau và nó đều đi với lại takusan aru you ni omoeru, nên là mình sẽ dịch là mọi người cho rằng là, hoặc là mọi người đều nghĩ rằng là có rất là nhiều các cái luật pháp này, hoặc là các cái chế độ này, hoặc là những cái thứ mà đã được quy định thành văn hóa một cách rất là rõ ràng. Còn cái từ sore ở đây nó là cái gì, thì nó chính là cái câu ở đằng trước ấy. Cái câu ở đằng trước của mình ở đây nó chính là chủ ngữ của cái câu đằng trước nữa. Tại vì các câu gần nhau chủ ngữ giống nhau mà, thì lúc nãy vừa phân tích rồi, thì là các cái quy tắc xã hội hoặc là các cái tính cộng đồng hoặc là tính tập thể, những cái thứ mà đã được quy định nó thành văn hóa một cách rất là rõ ràng rồi, thì mọi người cho rằng là có rất là nhiều những cái thứ như vậy, có rất là nhiều những cái quy tắc hoặc là những cái chế độ như vậy. Machikado de gita o narasute wa ikemasen. Rōzou de mono o utte wa ikemasen. Ageku no hate ni wa kōen de gachiboru o sute wa ikemasen toyukoto ni naru. Mình thấy các cái dấu đóng ngoặc ở đây đúng không? A này, B hoặc là C đấy thì là những cái điều mà không được làm. Toyukoto ni naru là trở nên, trở thành như vậy, hay còn gọi là trở thành văn hóa là như vậy ấy, đúng không? Akeku no hate ni wa ở đây thì là một cụm cố định mình sẽ học thuộc luôn, và nó có nghĩa là kekkyoku, gọi là cuối cùng là, rốt cuộc là, đúng không? Là mình sẽ không được phép là đánh guitar ở trên đường phố này, machikado de này, tiếp đến là không được phép bán hàng ở trên vỉa hè này, rồi cũng không được phép chơi bóng ở trong công viên này này. Đấy thì là những cái quy tắc như vậy nó tối ưu koto ni naru, đúng không? Là nó đã có hình thành những cái quy tắc và những cái văn hóa như thế. Ittai dou iu imi ga aru no ka meikaku de wa nai. Ruru wa tan naru kigo da. Tan naru ở đây là chỉ đơn thuần, đơn giản là cái kigo, đây là một cái ký hiệu đúng không? Như vậy mình sẽ hiểu là
cái quy tắc mà nó không hề mê các cự đều an ai, là không hề rõ ràng, xem là cụ thể là những cái quy tắc đấy nó mang cái ý nghĩa như thế nào ấy, thì những cái quy tắc nó không rõ ràng đấy, nó chỉ đơn giản nó là những cái ký hiệu. Sorega naze dame nano ka toyu riyu ga kyoyu dekinai mama ruru wa oshitsukerarete shitagatte iru koto ga aru. Verb rự của tố gá rự là đôi khi, thông thường, thỉnh thoảng là chúng ta chỉ tuân theo, và tuân theo cũng như là bị cái quy định đấy nó dồn ép và mình tuân theo thôi, và mình không có chia sẻ cho nhau cái lý do xem là tại sao nó lại đam mê, đúng không? Tại sao các cái quy tắc đấy nó lại là không được. So yatte atairarete ruru ni zubun de ichiichi handan sezu ni shitagatte iruto kondo wa sore ga muiski no kata to natte kuru. Câu này chúng ta sẽ nhìn vào các cái dấu phẩy này, chúng ta sẽ nhận thấy ra ngay cái tố ở đây là cái cấu trúc ngữ pháp, nên là mình sẽ dịch theo cấu trúc ngữ pháp. Khi mà chúng ta tuân thủ theo thì ở đây nó có hai cái từ ní này, ní này và ní này, thì là mình sẽ dịch cái staccato này nó đi theo cái ní này ở đằng trước, là khi mà chúng ta tuân theo các cái quy định mà chúng ta được áp đặt như vậy mà không hề handan xây dựng ý, không hề đánh giá, tự mình đánh giá di bưng đệ, ở đây là tự mình đánh giá từng thứ một là các cái quy tắc đấy, thì là ở côn độ là từ giờ trở về sau, hoặc là thì sau này nó sẽ trở thành một cái kata, là một cái dạng hình thức rất là vô thức, gọi là những cái điều đó nó trở thành những cái kiểu mẫu hoặc là những cái form mẫu trong vô thức. Thì đọc đến đây là chúng ta đã thấy được cái keyword của bài rồi, là nó đang trở thành một cái kiểu mẫu trong vô thức. Thì có một cái hình tổ ở đây, nó có cái từ là sorega, và cái câu hỏi của mình nó là doyu koto ka, nên là đáp án của mình nó chính là cái sore này này, và cái sorega ở đây nó chính là một cái hình tổ để mình có thể nhận biết được cái câu đáp án của mình nó nằm ở cái đoạn ở đằng trước. Nó đang giải thích những cái đó nó là cái kiểu mẫu một cách vô thức, đúng không? Thì là mình sẽ đọc cái câu ở đằng trước để mà tìm ra được cái sore nó là cái gì, thì cái doyu thì cái muishiki no kata đấy nó chính là cái doyu koto, nó là cái đấy. Thêm một cái hình tổ nữa, đó là mình thấy ở trong cái ba cái câu gần nhau này nó có rất là nhiều các cái đại từ chỉ thị này. Thứ nhất là xô so yạt tệ này, tiếp đến lại xô so đây gá này, đúng không? Rồi itai doyu imi ga aru no ka me kaku de wa nai ruru wa tan naru kigo de xô đây gá. Như vậy là rồi cái đoạn ở bên trên này nó là ba cái dấu gạch đóng ngoặc vào, nó là ba cái đóng ngoặc vào để mà mình thấy rằng là nó là thể hiện ba cái ví dụ, là mình sẽ không biết được là tại sao mà nó lại có ý nghĩa như vậy, và không hề chia sẻ về cái lý do tại sao mà nó lại không được này, và chỉ đơn thuần là tuân theo nó thôi này, không đánh giá xem là không tự mình đánh giá xem là tại sao mà lại có cái rư rự đấy mà cứ thế là tuân theo thôi, thì nó sẽ trở thành một cái muishiki no kata. Nên đáp án của mình là mấy? Holitsu ya seido ni awaseru koto ga toku ni muzukashii koto dewa naku natte kuru. Là cái việc mà tuân thủ theo cái chế độ và cái pháp luật ấy, thì nó cũng không có cái gì là khó khăn lắm, thì cái này là sai rồi nhá. Holitsu ya seido no hichyoseo kangaezu ni shitagau beki mono toshite ninshiki shite shimau. Có là mình không hề cân nhắc suy nghĩ từ cái tính cần thiết của cái chế độ và cái pháp luật, và chỉ có nhận thức rằng là nó là một cái điều mà mình cần phải tuân theo thôi, thì đây nó là chính là đáp án rồi còn gì, đúng không? Kangai dự lý ở đây thì nó chính là bằng với lại là handan se dự lý, có là không hề jibun de ichi ichi handan se dự lý, là mình không hề có đánh giá phán đoán gì cả mà chỉ tuân theo thôi, thì nó chính là kangai dự lý và shitagau beki mono toshite ninshiki shite shimau. Câu 3 này, Holitsu ya seido no imi ga wakaranaku nari, mamoru hichyosei o kanjinaku natte shimau. Thì cái câu này là không hề hiểu cái ý nghĩa của cái chế độ và cái pháp luật, và cũng không cảm thấy được cái tính cần thiết cần phải tuân thủ. Cái đoạn mà kanjinaku natte shimau là không hề cảm thấy cái tính cần thiết của cái việc tuân thủ này, thì là không có nói tới này, người ta chỉ nói về là không hiểu lý do và chỉ tuân theo thôi ấy. Nên cái số 3 này nó sai ý đằng sau đây. Holitsu ya seido no imi o rikai shiteinakutemo hitobito no aida de kyoyu suru koto ga dikiru. Cái kyoyu suru koto ga dikiru này là bị sai này, ở đây đó chính là kyoyu dekinai mama mà, nên là cái đoạn mà kyoyu suru ở đây là bị sai nhá.
Cái câu số cuối cùng của mình là cái điều mà tác giả đang muốn nói đến nhất là gì? Nantonaku machi o nagamete, nantonaku sono ba no kata ni stagatte iruto, sono uchi ni maori no monogoto ni taisuru kimon wa shidai ni usurete iku no dearu. Mình thấy no dearu là kết thúc câu rồi đúng không? Thì nó chính là cái lý do hoặc là người ta đang giải thích hoặc là biện luận cho cái ý ở đằng trước là khi mà chúng ta tuân theo mà không đánh giá phán đoán thì là dần dần đúng không? Dần dần shidai ni này, dần dần này, dần dần là cái usureteru thì là cái gimon này này, đúng không? Là những cái câu hỏi nghi vấn dành cho những cái sự vật sự việc ở xung quanh chúng ta thì nó sẽ dần dần bị mai một dần đi hoặc là nó sẽ bị nhạt nhòa dần đi này. Khi mà chúng ta tuân thủ theo những cái kiểu form mẫu ở cái nơi đó một cách rất là nantonaku, một cách rất là gì không biết là vì lý do tại sao ấy đúng không? Rồi nantonaku machi o nagamete là khi mà mình ngắm nhìn đường phố một cách rất là mơ hồ này, rồi tuân thủ theo những cái kiểu mẫu của cái nơi đó một cách không hiểu là tại sao nó lại như vậy này đúng không? Thì trong khi đó thì những cái câu hỏi đúng không? Trong cái sono Uchi là trong cái trạng thái đó, trong cái trạng thái mà chúng ta ngắm nhìn đường phố một cách nantonaku như vậy, mình tuân thủ theo những cái khuôn mẫu ở cái nơi đó một cách rất là hời hợt như vậy thì là trong cái hoàn cảnh đó, trong cái điều kiện đó thì các cái câu hỏi đối với các cái sự vật sự việc xung quanh chúng ta nó sẽ dần dần bị mai một dần đi, nó sẽ nhạt nhòa dần đi. Watashitachi wa naze sono kodo o shiteru no ka, naze sono baso ni sono ruru ga aru no ka o aratamete kangaenaku naru, và chúng ta sẽ không còn suy nghĩ xem là no ka đúng không? No ka 1 và no ka 2 xem là chúng ta tại sao chúng ta lại hành động như thế, rồi tại sao lại có cái quy tắc như vậy ở cái nơi như thế. So suru to kondo wa monogoto no handan kizun ga ruru ni stagatte iru ka dou ka ni kawatte shimau, và khi đó so suru to là khi đó thì là kawatte shimau là cái gì đó nó sẽ thay đổi, chủ ngữ của mình là gá này, các cái tiêu chuẩn đánh giá của các cái sự vật sự việc ấy nó sẽ thay đổi thành rằng là liệu mình có tuân theo mình có đang tuân theo các cái quy định hay không. Manajashi ga atsumaru kara ruru ga umareru no dewa naku kimerareta ruru ni manajashi o awaseru koto ni naru. Và cái quy tắc của mình ấy không phải là được sinh ra từ cái việc là sự để ý hoặc là sự nhìn nhận hoặc là đánh giá của mọi người xung quanh hoặc là nơi, không phải là được sinh ra từ cái sự tập hợp của những cái ánh mắt nhìn của từ người khác mà là awaseru đúng không? Awaseru đây là thể sai khiến này, nên là phải là cái việc mà khiến cho những cái manajashi, những cái ánh mắt, những cái nhìn nhận từ phía mọi người ấy, đi tuân theo những cái rư rự mà đã được quy định sẵn. Có là không phải là cái quy định của mình nó được hình thành từ cái việc là mọi người đều để ý và nhìn vào cái điều đó, mà nó phải là cái việc là chúng ta phải khiến cho những cái ánh mắt nhìn đấy nó phù hợp với lại cái quy định mà chúng ta đã quy định ra đúng không? Có là nó ngược lại. Ruru to wa watashi tachi ga kyou yu shiteru kigou de aru. Cái quy tắc hay là cái quy định ấy, nó chính là các cái ký hiệu mà được dùng chung của mọi người này. Machi de wa douyu furumai ga kyou yu sarete ite douyu kodou wa yurusanai no ka. Sore ni taishite machi no hitobito ga souzou shita koto ga shiugou shita kekka toshite tori kimerareru mono de aru. Ở trên đường phố thì những cái hành động, những cái furumai, đây là những cái cư xử như thế nào thì nó sẽ được kyoyu sareru, là nó sẽ được gọi là cảm thông hoặc là chia sẻ, hoặc là những cái hành động như thế nào thì nó sẽ không được cho phép. Sore ni taishite machi no hitobito ga souzou shita koto ga shiugou shita kekka toshite tori kimerareru mono de aru. Mono de aru là gì? Là những cái thứ mà được tori kimerareru, là được quyết định với cái kết quả là sự tập hợp của những cái sự tưởng tượng của mọi người ở trên đường phố đối với những cái việc đó. Sore ni taishite ở đây là nó đi với cái câu đằng trước này này, là ở trên đường phố là mình sẽ những cái hành động như thế nào thì sẽ được cảm thông chia sẻ, những cái hành động như thế nào thì sẽ được thì sẽ không thể nào chấp nhận được này, thì đó là những cái thứ mà được quyết định bởi cái kết quả từ sự tập hợp
của mọi người ở trên đường phố tưởng tượng cho những cái vấn đề đó, là cho những cái hành động mà Yurusanai và những cái hành động mà Kyoyu sareteru. Shikashi sore wa kurikaesareru aida ni dandan to tannaru kigo ni nari, watasu tachi no kodo ya ninshiki mo tannaru hogata ni hamatte iku. Thế nhưng mà làm sao? Thế nhưng mà trong cái quá trình ai đàn ý, trong cái lúc mà mình lặp đi lặp lại những cái việc như vậy, lặp đi lặp lại cái việc là chúng ta đang quyết định các cái quy định, đúng không? Xem là cái nào là ok, cái nào thì không ok ấy, bằng cái sự sự tưởng tượng của mọi người ở trên đường phố cho cái việc đó ấy. Có nghĩa là chúng ta tưởng tượng xem là khi mà mình đi ra ngoài đường thì cái ánh mắt nhìn của mọi người sẽ như thế nào, mình tưởng tượng người ta sẽ nhìn mình ra sao ấy, thì là mình sẽ biết được rằng là cái đấy nó là cho phép hoặc là cái đấy nó là không cho phép, đúng không? Thì thế nhưng mà khi mà mình lặp đi lặp lại những cái việc đó thì là đan đan thì nó sẽ đơn thuần nó chỉ là những cái ký hiệu thôi, hay còn gọi ở đây nó chính là các cái quy định của mình ấy, vẫn là cái rư rự nhá, cái chủ ngữ của mình nó vẫn là cái rư rự mà đi suốt cả ba cái câu này này, gọi là quy định. Các cái quy định nó là những cái ký hiệu mà mọi người cùng nhau chia sẻ với nhau, đúng không? Và khi mà mình cứ lặp đi lặp lại cái việc là mình đi tưởng tượng xem là mọi người trên đường phố sẽ nghĩ như thế nào về cái việc đấy, xem là mọi người có đồng tình chia sẻ hay không, hay là mọi người có cho phép hay không ấy, thì trong cái lúc mà mình lặp đi lặp lại cái việc đó thì dần dần những cái quy định của mình nó chỉ đơn giản nó là những cái ký hiệu thôi, và nó chỉ làm sao hamate cự là nó sẽ đồng nhất với một cái form mẫu đơn thuần nào đấy. Những cái hành động và những cái nhận thức của chúng ta nó chỉ là hamate cự thôi, nó chỉ phù hợp với, nó chỉ là nó đang phù hợp hoặc là đồng nhất với lại một cái form mẫu gì đó một cách đơn giản đơn thuần thôi. Dakara koso moichido sore ni tarashiku manasashi o mukenaosu tame ni wa sono sozo no kata o ittan hazushite mattaku chigau kata o totte miru koto ga juyou na no de aru. Chính vì vậy cho nên mà để mà làm sao để mà có thể mưu nao sự, để mà có thể sửa đổi lại hoặc là sửa lại các cái ánh mắt nhìn đúng cho cái việc này ấy, thì là chúng ta phải làm sao itan hazuste là phải tháo bỏ tháo gỡ những cái khuôn mẫu trong cái sự tưởng tượng đó, và cần phải tốt tê mi đự, đúng không, là phải lấy ra một cái khuôn mẫu hoàn toàn khác, và cái điều này là một cái việc là vô cùng quan trọng để mà có thể mưu kê nào sự được cái manajashi đúng. Nên là cái điều tác giả đang muốn nói nhất nó nằm ở đó, nên đáp án của mình ở đây nó chính là mấy đâu, mình đọc nhé. Rư đúng ạ, jidai no henka ni awasete kaete kuru koto ga taisetsu da. Cái việc mà thay đổi các cái rư rự tuân theo, cái việc mà thay đổi các cái rư rự phù hợp với sự thay đổi của thời đại là điều rất là cần thiết. Cái này thì không đúng rồi. Người ta đang nói về là mình phải loại bỏ các cái kiểu mẫu và khuôn mẫu mà theo cái sự tưởng tượng sẵn của mọi người cơ. Nên cái này không phải nhá. Rư rự no umu ni kakawarazu, cho dù là có hay không các cái quy tắc thì cũng cần phải hành động tuân theo những cái gì mà bản thân nghĩ là đúng. Cái này thì không, cái này thì sai rồi. Không phải là chúng ta nên hành động theo cái bản thân mình nghĩ là đúng, mà phải tuân thủ theo cái quy định và cái pháp luật. Nhưng mà cái quy định và pháp luật đấy nó được Tori Kimerai được thế nào cơ, đúng không? Câu 3 là gì? Naze sono ruru ga aru no ka o kangaete kodo suru koto ga taisetsu da, là suy nghĩ xem là tại sao lại có cái quy tắc đó, và hành động là một cái điều rất là quan trọng. Thì nó chính là cái số 3 này. Gọi là chúng ta không nên làm theo những cái gì mà đã được tưởng tượng sẵn, đúng không? Có là mọi xã hội nói rằng là như thế thì là ok, mà như thế thì không ok, thì là các cái quy tắc của mình nó sẽ được quyết định theo như vậy, theo cái sự tưởng tượng của xã hội ấy, là nên làm như thế và không nên làm như thế. Nhưng mà cái điều đấy là không nên, đúng không? Mà chúng ta sẽ phải làm sao? Chúng ta sẽ phải mình sẽ phải thoát ra khỏi cái khuôn mẫu đấy, theo cái khuôn mẫu mà đã tưởng tượng đấy. Cái khuôn mẫu đấy là cái gì? Thì cái khuôn mẫu ở đây nó chính là cái việc là mình không hề đánh giá và phán đoán, nó lại liên kết với cái đoạn số 2 đúng không? Không hề đánh giá và phán đoán gì cả, chỉ có tuân thủ và làm theo thôi, thì là cái điều đấy là không nên, mà mình phải phá vỡ đi cái khuôn mẫu đấy, phá vỡ đi cái việc là đừng có tuân thủ theo mà không có đánh giá gì hết.
mà phải lấy theo một mà mình phải 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 hành động và làm theo một cái kiểu khác đi, chứ không theo một cái khuôn mẫu, là không đánh giá, không nhận thức gì hết, mà cứ tuân theo một cách gọi là một cách gọi là nan tô nát cự thôi, thì là không được, đúng không? Thì là đáp án của mình nó chính là cái ý đấy, và nó chính là cái đáp án số 3 này đấy, là tại sao mà chúng ta lại suy nghĩ là điều mà tác giả muốn nói ở đây nhất, đó là chúng ta không không nên làm theo khuôn mẫu. Không nên làm theo khuôn mẫu có nghĩa là không nên chỉ có cứ thế là đâm đầu là làm theo mà không suy nghĩ xem là tại sao nó lại như thế, đúng không? Thì nó chính là sono ru được gã được nô cáo khang gai tệ, là suy nghĩ xem là tại sao lại có một cái quy tắc đấy, và hành động là một cái điều quan trọng này. Câu 4 là gì? Korema de noru de ni han ste de kodo de mo sakai no naka de kyou yu ste kubeki da, là mình sẽ cần phải gì, cho dù là đấy là một cái hành động mà trái ngược với cái quy tắc từ xưa cho đến nay, thì là cũng cần phải xã hội, trong xã hội thì cũng cần phải cho phép. Cái này thì không hề nói đến trong bài rồi. Thì có một cái hint tộ khi mà làm cái bài dài này này, là đáp án thì thường thường nó cũng sẽ nằm ở trong cái đoạn cuối rồi, nhưng mà mình sẽ cần phải liên kết thêm một chút trong cái đoạn cuối này của mình, nó có một cái ý gì đấy mà nó lại liên quan tới một cái đoạn ở phía đằng trước này này, thì là mình tìm ra được cái hint tộ đấy, mình tìm ra được cái dây đấy, cái dây nối đấy, thì là mình sẽ thấy được cái sự liên kết của câu, liên kết của đoạn và của bài, thì là mình sẽ tìm ra được cái ý mà người ta đang muốn nói đến nhất là gì, chứ không phải là đơn thuần là mình chỉ cần đọc một đoạn cuối thôi là mình đã có thể biết được là cái điều tác giả muốn nói đến nhất là gì đâu, mà mình phải liên kết các cái đoạn với nhau nữa. Và đấy là cái điểm khó mà khi mà đi thi JLPT N1 nó thường hay xảy ra, giống như kiểu là cái đề thi vừa rồi xong, đi thi cái bài chung ấy, thì cũng có một cái bài kiểu dạng tương tự như thế này, gọi là để mà tìm ra được cái ý mà người ta đang muốn nói tới thì là mình sẽ phải liên kết các cái đoạn với nhau, chứ không chỉ đơn thuần là đọc mỗi cái câu đấy, mình biết được cái đáp án nó nằm ở cái khoảng khoảng đấy là nó có thể ra được, mà trong cái khoảng khoảng đấy nó lại có một cái keyword nào đấy nó liên kết với cái đoạn trước, và mình phải tìm ra được cái sợi dây nối đấy thì nó mới ra được đáp án đấy. Thì đây là cái cách mà đề thi người ta hay 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 đánh lừa mình, đó là như vậy. Thì trong cái bài này nó chính là cái ý đấy nhá, đó là chúng ta sẽ phải, thì trong cái bài này nó chính là cái hint tộ là sono sozo no katao ittan hazuste, là hãy loại bỏ tạm thời các cái kiểu mẫu theo cái sự tưởng tượng như vậy. Thì cái kiểu mẫu ở đây nó chính là gì? Thì cái kiểu mẫu ở đây nó chính là cái mu iski no kata ở cái đoạn trước, mà cái mu iski no kata ở đây thì nó chính là jibun de ichi chi handan sezu ni stagatte do koto, đúng không? Là chỉ có tuân thủ và làm theo thôi, chứ không đánh giá phán đoán xem là na rẻ, đúng không? Na rẻ dame na no ka, hoặc là na rẻ aru no ka. Đấy, thì đáp án của mình nó chính là cái số 3 này, còn rồi còn gì nữa, đúng không? Chỉ cần một cái hint tộ rất là nhỏ thôi là có thể biến cái bài đọc của mình nó trở nên dễ dàng hơn. Bài đọc của chúng ta hôm nay sẽ kết thúc tại đây nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong cái video tiếp theo.